Tình trạng sốt ảo các dự án bất động sản không còn là hiện tượng mới lạ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những rủi ro tiềm ẩn mà nhà đầu tư không lường hết được. Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản đang là hướng đi mới để khắc phục tình trạng này. Làn sóng sốt ảo của thị trường bất động sản dường như chưa bao giờ hạ nhiệt, dù các nhà quản lý đã vào cuộc quyết liệt, giải pháp được đưa ra chính là áp dụng chuyển đổi số. Chúng tôi đã tích hợp vào trong sản phẩm, trong cổng thông tin mayland.com. Khi người dân vào tra cứu tìm kiếm thông tin sẽ biết được những cái dự án lớn ở đó có thật sự có không. Cái thửa đất hay cái khu vực người ta định đầu tư đã có quyết định, đã được cấp phép chưa hay là chỉ là thông tin. Đấy, hoặc là có những cái bản vẽ về quy hoạch, về giấy phép đối với từng cái khu vực đất như thế thì nó có rõ ràng không, mật độ xây dựng thế nào, chiều cao xây dựng thế nào, đấy là loại đất gì. Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản là xu hướng tất yếu, với việc tạo ra các ứng dụng số đã cung cấp thông tin khách quan về giá cả, tính pháp lý của các dự án bất động sản nhằm thu hút, tạo lòng tin đối với các nhà đầu tư. Thông qua đó có thể kiểm soát được thị trường bất động sản, tránh hiện tượng sốt đất ảo như thời gian vừa qua.